Con xin chào các cô chú, các anh chị, các em. Hôm nay con xin phép giới thiệu về một vị hoàng đế nổi tiếng của nước Pháp có tên Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte sinh ngày 15 tháng 8 năm 1769 tại đảo Corsica thuộc Pháp. Từ nhỏ, ông đã thể hiện năng khiếu vượt trội trong lĩnh vực quân sự nhờ vào nền giáo dục tại các học viện quân sự danh tiếng. Napoleon sớm trở thành một nhà chiến lược tài ba và là một trong những chỉ huy quân sự xuất sắc nhất lịch sử. Những trận đánh nổi tiếng của Napoleon. Trong sự nghiệp quân sự của mình, Napoleon đã chỉ huy nhiều trận đánh lừng danh, bao gồm trận Austerlitz năm 1805. Đây là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của Napoleon, nơi ông đánh bại Liên quân Áo và Nga. Chiến lược tinh tế và sự linh hoạt trong chỉ huy của Napoleon đã giúp Pháp giành chiến thắng quyết định. Trận Ulm năm 1805, một chiến thắng khác trong cùng năm khi Napoleon bao vây và buộc quân Áo phải đầu hàng mà không cần đụng độ quá nhiều. Đây là chứng minh cho tài năng và sử dụng chiến thuật tâm lý của ông. Trận Marengo năm 1800, trận đánh này đã củng cố vị trí của Napoleon sau khi ông trở thành đệ nhất tổng tài của Pháp. Mặc dù ban đầu gặp bất lợi, ông đã lật ngược tình thế và giành chiến thắng, củng cố quyền lực của mình. Kết thúc sự nghiệp. Sau nhiều năm chinh chiến và chinh phục khắp châu Âu, sự nghiệp của Napoleon bắt đầu đi xuống sau trận thua Waterloo năm 1815. Đây là trận đánh cuối cùng của ông, nếu ông bị đánh bại bởi Liên quân Anh và Phổ. Trận thua này đã buộc Napoleon phải thoái vị và ông bị lưu đày đến đảo Saint Helena, nơi ông qua đời năm 1821. Cảm ơn các cô chú, các anh chị, các em đã nghe. Ok.